Thấy Hải Băng mang thai lần 3 gặp nguy hiểm, Thành Đạt quyết định xuống tóc cầu bình an. Hành động của nam diễn viên đã khiến mọi người bất ngờ, tuy nhiên anh làm vậy cũng chỉ cầu bình an cho vợ con trong thời gian này. Vừa qua Hải Băng đã chia sẻ dòng trạng thái khá dài, nói đến việc mình đang mang thai lần thứ 3. Tuy nhiên chưa kịp vui mừng vì thông tin này thì khán giả lại khá hoang mang khi cô kể đến những mối nguy hiểm mà giọng ca viên đá nhỏ đang phải đối diện ở hiện tại. Khi con trai chỉ vừa hạ sinh được 3 tháng thì Hải Băng đã mang thai lần thứ 3 và được 2 tháng tuổi. Với tình trạng này cô phải đối diện rất nhiều nguy hiểm. Cô kể lại lời bác sĩ, lần sinh mổ thứ 3 này em sẽ phải đối mặt với các nguy cơ nứt vỡ tử cung. Đây là rủi ro nguy hiểm nhất trong lần 3 này. Vì ở 2 lần sinh trước trên cổ tử cung của tôi đã có một vết sẹo, nó có nguy cơ bị bục và nứt ra, dẫn đến tình trạng vỡ tử cung đe dọa trực tiếp tới tính mạng của mẹ và thai nhi. Bác sĩ đọc một đống nguy hiểm, đủ từ chuyên môn mà tôi không hiểu, ngậm ngùi chẳng nói thêm được gì, cảm giác tội lỗi trong tôi ập đến. Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên Thành Đạt bộc bạch, ngay thời điểm này ba chỉ ước gì được thay thế mẹ, mang trong mình hình hài thiên thần bé nhỏ ấy. Ba muốn được thay mẹ nhận lấy tất cả sự vất vả, lo lắng, sự hy sinh. Ba và các con luôn hạnh phúc và tự hào về mẹ, sẽ mãi luôn bên cạnh mẹ, cùng mẹ đi qua thử thách khó khăn lần này. Ba muốn mẹ luôn vững tin, hạnh phúc và bình an, sóng gió ngoài kia hãy để ba lo mẹ nhé. Cầu trời Phật phù hộ cho gia đình chúng con. Diễn viên đến chùa cầu mong mọi điều thuận lợi, may mắn sẽ đến với tổ ấm của mình. Dù anh biết mọi thứ sẽ khó khăn ở phía trước, nhưng hai vợ chồng không nỡ bỏ sinh linh bé bỏng ấy. Hải Băng cảm ơn ông xã vì luôn ủng hộ và bên mình trong suốt thời gian qua. Chấp nhận rủi ro mang bầu khi con mới được 3 tháng tuổi, Hải Băng bị cư dân mạng ném đá thậm tệ. Nữ ca sĩ viên đá nhỏ đang phải hứng chịu không ít gạch đá khi chia sẻ về việc mang thai lần thứ 3 ngoài ý muốn. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hải Băng vừa thông báo mình mang thai tháng thứ 2 sau khi vừa sinh con trai được 3 tháng. Mặc dù được các bác sĩ tư vấn là nên bỏ thai vì rủi ro nguy hiểm đối với hai mẹ con là khá cao, nhưng cô vẫn quyết tâm giữ lại. Cô chia sẻ, biết là con đường để mẹ con tôi gặp mặt sẽ không phải dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Ngoài việc mạnh mẽ cười tươi thì bây giờ mọi thứ cứ thuận ý trời. Việc này đúng là nằm ngoài dự tính của vợ chồng tôi. Sẽ có người nói tôi khùng hoặc điên vì không biết suy nghĩ. Nhưng tôi, vì thật thâm, tôi chỉ mong có hai đứa vui nhà vui cửa và cũng đủ sức để lo cho con, chứ chẳng mong con đàn cháu đóng. Vì tôi muốn con tôi sẽ đầy đủ và hạnh phúc không thiếu thốn. Nhưng bây giờ thì coi như thêm thử thách với vợ chồng tôi. Tôi chỉ mong rằng có thật nhiều sức khỏe để lo cho các con, hy vọng sẽ mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên, quyết định này Hải Băng lại vấp phải phản ứng dữ dội của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cô thiếu hiểu biết, nghe thì có vẻ là hy sinh vì con, nhưng là đang hại con, bởi cô đã sinh mổ liên tục 2 lần, nên thường bác sĩ sẽ khuyên không nên sinh lần 3. Nếu sinh thì phải cắt ít nhất là 5 năm, nhưng Hải Băng thì khác. Khi đứa con thứ 2 vừa được 3 tháng thì cô lại mang thai 2 tháng. Điều này không những gây nguy hiểm cho mẹ, mà còn liên lụy đến tính mạng của con, khi tử cung còn sập xệ, chưa lành, không thể nuôi dưỡng tốt bào thai. Mẹ chồng tai quái gạo nếp gạo tẻ thừa nhận đặt lên bàn cân tường ăn đứt con trai tôi. Chia sẻ về vai diễn bà Linh trong phim Gạo nếp gạo tẻ, diễn viên Thiên Hương cho biết nếu cô là mẹ của Hương Lê Phương thì sẽ không muốn con gái mình trở về với Công Hoàng Anh. Cơ duyên nào đã đưa chị tới với vai diễn bà Linh? Thật ra ban đầu đạo diễn Võ Thạch Thảo ngỏ ý mời tôi vào vai diễn bà Mai, nữ diễn viên Ngân Quỳnh thì đóng vai bà Linh. Tuy nhiên khi nhận kịch bản tôi thấy rằng tính cách của mình không hợp bà Mai. Sau khi nghiên cứu kịch bản, tôi đã đề nghị với đạo diễn để mình đóng vai bà Linh. Đóng vai phản diện sẽ dễ bị khán giả ghét, tại sao chị lại muốn chọn vai bà Linh? Từ trước đến nay tôi vẫn bị Donny đóng giày với những vai diễn mẹ hiền, cô giáo. Nói chung là những nhân vật khá hiền, vậy nên tôi muốn thay đổi hình tượng của mình. Bởi là diễn viên không ai muốn bị Donny đóng giày vào một dạng nhân vật nào. Tôi muốn được thử sức với những nhân vật đa dạng hơn để khán giả và cả bản thân không bị nhàm chán. Các diễn viên phản diện gạo nếp gạo tẻ từng chia sẻ gặp nhiều rắc rối vì nhân vật trong phim bị ghét. Chị có gặp phải tình huống này? Tôi gặp nhiều lắm, có lần đi siêu thị, tôi gặp một em bé học lớp 1 đi cùng bà nội mua đồ. Bé đã thốt lên, bà nội, bà già độc ác đang đứng sau lưng bà nội kia. Tôi đã quay ra nói với bé, bé ghét bà Linh lắm hả, nhưng đấy chỉ là nhân vật trong phim thôi, ngoài đời bà không thấy đâu. Bà nội của bé cười và nói chuyện với tôi bình thường. Khi đi chợ mọi người thấy tôi đã ồn ào hẳn lên, có người chửi cũng có người khen. Đứng trước những phản ứng này tôi vui lắm, điều này chứng tỏ tôi đã diễn thành công.
Đứng trên cương vị mẹ của Công, chị có muốn Hương quay về với con trai mình. Thực sự, tôi mong Hương cho con trai mình một cơ hội, bởi chẳng có cha mẹ nào muốn con mình đổ vỡ trong hôn nhân. Cha mẹ nào cũng sẽ cố gắng hàn gắn giúp các con, dù có bao nhiêu mâu thuẫn rạn nứt thì cha mẹ cũng mong con cái hòa hợp với nhau để lo cho các cháu. Đổi lại nếu chị là mẹ Hương, thì chị có muốn Hương quay về với Công? Là mẹ Hương thì tôi không muốn con gái mình trở về với Công. Thời điểm Công có người khác, cậu ấy đã đối xử quá tàn tệ với Hương. Người mẹ nào cũng sẽ thấy ghét cả con rể đã đối xử không tốt với con gái mình. Đương nhiên trước sự thay đổi của Công thì các bà mẹ có thể tha thứ cho cậu ấy. Tuy nhiên tha thứ và chấp nhận cho thêm cơ hội khác là câu chuyện khác nhau. Nếu đặt lên bàn cân thì Tường hơn hẳn Công, đứng trước góc nhìn bà mẹ Hương hay khán giả. Tôi đều mong Hương đến với Tường, nếu không có Tường thì Hương có thể suy nghĩ đến việc tha thứ cho Công, để con cái lại có cha, có một gia đình đầy đủ. Tuy nhiên Tường đã xuất hiện và trở thành trở ngại lớn cho việc Công trở về bên Hương. Cũng có con gái như bà Linh lại đối xử tàn tệ với con dâu, bà ấy không sợ con cái mình cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự. Thực ra điều này chính là giá trị nhân văn của bộ phim, sự ích kỷ không có tầm nhìn của những bà mẹ chỉ chăm chăm để bảo vệ con mình, mặc kệ con người khác, vẫn còn xảy ra khá nhiều. Bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ đã thành công chỉ trích điều đó. Công đê hèn tệ bạc như vậy có phải là do con hư tại mẹ? Đúng là một phần lỗi lớn ở bà Linh. Công ngay từ nhỏ đã hư hỏng, suốt ngày chỉ lo chơi game. Tuy nhiên bà Linh vốn là người mất hết tài sản, phải mở một tiệm tóc nho nhỏ. Cuộc sống mưu sinh vất vả khiến bà không quan tâm được nhiều tới con. Đây là một thực tế phổ biến khác của xã hội hiện nay. Bố mẹ bận rộn với công việc, lo lắng kiếm tiền để con được ăn học, nhưng lại không có thời gian để ở bên lắng nghe từng tâm tư của con. Câu chuyện gia đình bà Linh sẽ khiến các bộ phim, bậc phụ huynh phải xem lại cách giáo dục con mình, đồng thời dành nhiều thời gian ở bên con hơn. Chị có nghĩ việc Trinh có bầu trước cưới, Công thất bại trong hôn nhân chính là quả báo của bà Linh? Theo luật nhân quả mà mọi người vẫn thường tin từ xưa tới nay, thì đây đúng là quả báo của bà Linh. Tuy nhiên ở xã hội hiện nay thì tôi nghĩ rằng đó chính là do sự quản lý giáo dục lỏng lẻo của bà Linh dành cho các con gây nên. Khi bố mẹ không quan tâm thì con rất dễ hư hỏng và ngày càng khép kín, không muốn tâm sự cùng phụ huynh. Một số ý kiến cho rằng Gạo Nếp Gạo Tẻ đang làm quá lên mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, theo chị như thế nào? Tôi thấy không hề quá lên, trong xã hội mỗi gia đình sẽ có mâu thuẫn riêng của mình. Những câu chuyện trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ đang phản ánh đúng thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay. Đương nhiên cũng có một số tình tiết để giúp phim thu hút được sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng những tình tiết đó cũng giúp khán giả trăn trở suy nghĩ và tìm được cách giải quyết đúng đắn hơn khi gặp phải. Ít khi chia sẻ đời sống riêng tư trên mặt báo, giờ chị có thể mở lòng tiết lộ một chút về cuộc sống của mình với người hâm mộ. Tôi có một gia đình hạnh phúc, tuy nhiên showbiz khá thị phi, nên tôi không muốn chia sẻ nhiều về gia đình mình bởi họ đều là những con người làm việc bình thường. Tôi không muốn sự nổi tiếng của mình làm ảnh hưởng đến công việc của người thân trong gia đình. Chị nghĩ bản thân sẽ là một người mẹ chồng như thế nào trong thực tế? Tôi sẽ là một người hòa đồng với con dâu, bởi con cái nhà người ta về nhà mình sẽ sống với mình lâu hơn con cái nhà mình nữa. Con cái nhà mình khi lấy chồng cũng phải đối mặt với những câu chuyện như vậy. Tôi nghĩ rằng ngồi xuống sẽ chia tâm sự và lắng nghe như nhau sẽ giúp mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Lộ thiệp cưới sang trọng của Trương Nam Thành và vợ đại gia hơn tuổi. Cả hai đang tất bật chuẩn bị mọi khâu cho ngày tổ chức tiệc cưới và tấm thiệp hồng cũng đã được gửi đến các khách mời. Ngoài các vai diễn trên sóng truyền hình thì Trương Nam Thành còn khiến khán giả chú ý hơn bởi chuyện yêu đương của anh với các mỹ nhân. Tuy nhiên, sau thời gian ồn ào cùng màn cầu hôn giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2010 Phạm Thùy Linh, anh dần kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Vào tháng 3 2018, khán giả bất ngờ khi Trương Nam Thành công khai bạn gái hơn tuổi và chia sẻ về tình cảm mà anh dành cho cô. Nam diễn viên tâm sự, tôi rất muốn nói nhiều với cô ấy nhưng khó mở lời. Vì vậy qua đây tôi muốn nhắn nhủ lại rằng tôi đã kết hôn và đang song hành cùng cô ấy là một điều mà tôi trân trọng. Người phụ nữ này đáng được nhận sự yêu thương và hạnh phúc. Cuộc đời không ai nói trước được điều gì, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và sẽ nắm thật chặt, quan tâm và luôn bảo vệ người phụ nữ này. Sau khi công khai hẹn hò, cả hai thoải mái hơn trong công việc, công khai khoảnh khắc hạnh phúc của mình trên mạng xã hội. Thời điểm đó, anh chia sẻ việc mình đã kết hôn và người yêu hơn tuổi sẽ đồng hành với anh trong cuộc sống. Và mới đây nhất, thông tin anh sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 đã xuất hiện khắp các diễn đàn. Chẳng những thế, tấm thiệp hồng cho ngày trọng đại này cũng đã được gửi đến các khách mời. Cụ thể, buổi tiệc vui này sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Cả hai chọn in thiệp cưới với tông màu vàng sang trọng.
tên của cặp đôi cũng được thiết kế ngay chính diện tấm thiệp mời. Có thể nói Trương Nam Thành và bà xã Thu Huyền đã chọn phong cách thiệp cưới khá đơn giản, nhưng đủ sự tinh tế và trân trọng. Bố mẹ nam diễn viên khá ủng hộ anh trong việc kết hôn với bạn gái. Họ thường có những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên nhau. Sau khi công khai tình cảm, Trương Nam Thành tuyên bố gác lại niềm đam mê với nghệ thuật. Anh sẽ chuyển hướng sang một lĩnh vực khác để lo cho cuộc sống cá nhân. Tan chảy với những khoảnh khắc các quý ông showbiz Việt chăm con. Ở bên các con, các ông bố nổi tiếng của showbiz Việt bỗng dịu dàng ngọt ngào đến bất ngờ. Mới đây, hình ảnh MC Quyền Linh diện váy đỏ đeo túi xách tạo dáng khiến nhiều khán giả thích thú. Được biết, đây là buổi thử đồ của các công chúa nhà Quyền Linh và nam MC chính là người mẫu độc quyền. Không chỉ dành thời gian chơi đùa cùng các con, Quyền Linh còn sẵn sàng chăm sóc con bằng những hành động rất tỉ mỉ như cắt từng cái móng tay, móng chân cho con. Đan Trường luôn khẳng định rằng anh vô cùng hạnh phúc khi được làm bố ở độ tuổi U40. Mặc dù rất nổi tiếng và bận rộn với các show diễn, anh Bo vẫn dành nhiều thời gian để tự tay chăm sóc con. Những khoảnh khắc riêng của hai cha con Đan Trường khiến nhiều khán giả thích thú. Vẻ phong trần bụi bặm của Tuấn Hưng bỗng trở nên ngọt ngào dịu dàng quá đỗi khi anh ân cần chăm sóc cho các con. Anh thường xuyên cho con trai tham gia các hoạt động thể thao vui chơi cùng mình. Những khoảnh khắc đời thường của Tuấn Hưng bên con trai luôn khiến các fan đổ gục. Làm bố ở độ tuổi khá trẻ, Phan Hiển vẫn khiến nhiều chị em phát cuồng với hình ảnh chăm con rất khéo léo. Nam Vũ Công được nhiều người ca ngợi là ông bố quốc dân khi những hình ảnh như thế này được đăng tải trên mạng xã hội. Là ông bố chiều con nhất nhì showbiz Việt, Lý Hải cùng vợ thường xuyên bị bắt gặp trong tình trạng tay xách nách mang, tức bực cùng đàn con nhỏ. Khoảnh khắc nam ca sĩ giản dị vui đùa cùng các con nhiều lần khiến fan tan chảy. Trên phim, Thanh Bình luôn mang hình ảnh phong trần lịch lãm, song từ khi bà xã Ngọc Lan sinh con, anh thực sự trở thành ông bố bỉm sữa. Từ việc cho con ăn, tắm cho con, thay bỉm, Thanh Bình đều làm một cách hết sức thành thạo. Ưng Hoàng Phúc cũng nhiều lần khiến các bà mẹ phải suýt xoa khen ngợi khi chia sẻ các khoảnh khắc chăm con. Dành nhiều thời gian cho con, kiên nhẫn, dỗ dành, làm điểm tựa vững chắc cho con chính là cách Ưng Hoàng Phúc thể hiện tình yêu với các con.